35. Phẩm khen ngợi thanh tịnh. Bấy giờ cụ Thọ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thanh tịnh như vậy rất là sâu xa. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Pháp nào rốt ráo thanh tịnh mà nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, vì giác rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì thọ tưởng hình thức rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì nhãn xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì sắc xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì nhãn giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì nhĩ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì tỷ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì thiệt giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì thân giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì ý giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì địa giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì thủy hỏa phong không thức giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì vô minh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì bố thí ba la mật đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì pháp không nội rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì chân như rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì thánh đế tập diệt đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì bốn tịnh lự rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì bốn vô lượng, bốn tịnh vô sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì tám giải thoát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì bốn niệm trụ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực,
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì pháp môn giải thoát không rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì mười địa Bồ Tát rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Vì sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì mười lực Phật rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Vì tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì trí nhất thiết rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì tất cả pháp môn Đà La Ni rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì quả dự lưu rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Vì quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì quả vị độc giác rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này Xá Lợi Tử, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Khi ấy Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sự thanh tịnh như vậy rất là trong sáng. Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch Phật: Pháp nào rốt ráo thanh tịnh mà nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, vì Bát Nhã Ba La Mật đa rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Vì Tịnh Lự Tinh Tấn An Nhẫn Tịnh Giới Bố Thí Ba La Mật đa rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử, vì pháp không nội rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không tánh, pháp không tự tánh, pháp không tánh tự tánh rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử, vì chân như rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử, vì thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Vì thánh đế tập diệt đạo rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử, vì bốn tịnh lự rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử, vì tám giải thoát rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Vì tám tháng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử, vì bốn niệm trụ rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử, vì pháp môn giải thoát không rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng.
Này Xá Lợi Tử, vì mười địa Bồ Tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử, vì năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Vì sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử, vì mười lực Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử, vì pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Vì tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử, vì trí nhất thiết rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử, vì tất cả pháp môn Đà La Ni rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử, vì quả dự lưu rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Vì quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử, vì quả vị độc giác rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Này Xá Lợi Tử, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng. Khi ấy Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sự thanh tịnh như thế không chuyển đổi, không tiếp nối. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch Phật: Vì pháp nào rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, vì sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì thọ tưởng hành thức rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì nhãn xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì sắc xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì nhãn giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì nhĩ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì tỷ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì thiệt giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì thân giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì ý giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì địa giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì thủy hỏa phong không thức giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì vô minh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ, yêu não rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.
Này Xá Lợi Tử, vì bố thí Ba La Mật Đa rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì pháp không nội rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì chân như rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì thánh đế tập diệt đạo rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì bốn tịnh lự rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì tám giải thoát rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì bốn niệm trụ rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì pháp môn giải thoát không rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì mười địa Bồ Tát rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì mười lực Phật rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì trí nhất thiết rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì tất cả pháp môn Đà La Ni rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì quả dự lưu rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì quả vị độc giác rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này Xá Lợi Tử, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Khi ấy Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sự thanh tịnh như thế vốn không tạp nhiễm. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch Phật: Vì pháp nào rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, vì sắc rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Vì thọ tưởng hành thức rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.
Này Xá Lợi Tử, vì nhãn xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm, vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì sắc xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm, vì thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì nhãn giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm, vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì nhĩ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm, vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì tĩ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm, vì hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì thiệt giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm, vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì thân giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm, vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì ý giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm, vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì địa giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm, vì thủy hỏa phong không thức giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì vô minh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm, vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì bố thí ba la mật đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm, vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì pháp không nội rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm, vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì chân như rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm, vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm, vì thánh đế tập diệt đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì bốn tịnh lự rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm, vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì tám giải thoát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm, vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì bốn niệm trụ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm, vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì pháp môn giải thoát không rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì mười địa Bồ Tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử,
Vì năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Vì sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì mười lực Phật rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh,